Trong những năm gần đây thì lĩnh vực công nghệ tài chính hay còn gọi là fintech đã giúp đẩy mạnh các giao dịch kinh doanh tiêu dùng một cách thuận tiện hơn. Tuy nhiên là quy phạm pháp luật và chính sách đối với lĩnh vực này thì hiện vẫn chưa theo kịp. Thực tiễn cho thấy là phải sớm có khuôn khổ pháp lý toàn diện và hiện đại để thúc đẩy sự phát triển của fintech tại Việt Nam. Tại Việt Nam, có hơn 50% các công ty fintech cung cấp dịch vụ hỗ trợ tài chính cá nhân. Số còn lại tham gia vào các hoạt động thanh toán trực tuyến. Các dịch vụ fintech được mở rộng trong nhiều mảng như thanh toán điện tử, ngân hàng trực tuyến, quản lý tài sản, công nghệ bảo hiểm. Mặc dù có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, nhưng hiện còn đang thiếu nhiều yếu tố để lĩnh vực này phát triển mạnh mẽ. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta có cái hệ thống dữ liệu một cách đúng đắn và đảm bảo tất cả các cái hệ thống tài chính hoạt động minh bạch theo cái thông lệ của quốc tế, thì lúc đấy chúng ta mới đủ các cơ sở để quản lý và đảm bảo giảm thiểu các cái rủi ro. Tại hội thảo hoàn thiện hệ sinh thái phát triển fintech tại Việt Nam do Trường Đại học Đại Nam tổ chức, các chuyên gia cho rằng điều cần nhất hiện nay là bổ sung khung pháp lý để quản lý loại hình ứng dụng này. Ưu tiên trước mắt là xây dựng một cơ chế quản lý thử nghiệm có kiểm soát cho các dịch vụ tài chính mới. Áp dụng các công nghệ mới vào và chúng ta có các cái quy định để dự phòng rủi ro, và chúng ta yêu cầu các tổ chức đấy phải trích lập dự phòng rủi ro nó đúng thì chúng ta sẽ đề phòng rủi ro, chứ không nên vì sợ rủi ro mà chúng ta không tổ chức những cái hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ mà nó là một xu thế tất yếu của thế giới. Trên thế giới hiện có gần 60 quốc gia đã và đang áp dụng cơ chế thử nghiệm với hơn 70 loại hình khác nhau cho các công ty fintech. Đây là xu thế chung trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều hình thức đầu tư và mô hình kinh tế mới.